Tôi phải ngồi ghế điện khi mới 14 tuổi. Tôi là tử tù trẻ nhất thế kỷ 20 ở Mỹ. Tôi là Jocelyn Junio, sinh năm 1929 tại Nam Carolina. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ và anh chị em của mình. Năm 1944, ở tuổi 14, cuộc đời tôi có một bước ngoặt lớn khi tôi bị buộc tội giết hai bé gái da trắng là Betty và Mary, cả hai đều 11 tuổi. Tôi nhớ mình đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ mà không có lệnh hay báo trước như thế nào. Tôi bị đưa đến một nhà tù dành cho người lớn, nơi tôi bị giam giữ mà không có sự hiện diện của cha mẹ tôi hoặc luật sư. Các cuộc thẩm vấn bắt đầu ngay lập tức, nhưng tôi không biết trả lời các câu hỏi như thế nào. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt, bối rối và kinh hoàng tại phiên tòa. Tôi thấy mình đơn độc đối mặt với một bồi thẩm đoàn toàn người da trắng. Luật sư của tôi không đưa ra bằng chứng nào cho các nhân chứng bảo chữa cho tôi và tòa án từ chối thừa nhận những lời thú tội bằng văn bản của tôi mà tôi đã phải viết dưới sự ép buộc trong các hỏi cung của tôi. Tôi bị kết tội và bị kết án tử hình bằng ghế điện do tuổi còn trẻ. Tôi là người trẻ nhất bị kết án tử hình ở Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Tôi chưa từng bị kết án về bất kỳ tội nào khác trước đây và không có bằng chứng cụ thể nào liên quan tôi với chiếc xe của hai cô gái. Nhiều năm sau, vào năm 2004, vụ việc của tôi đã được một thẩm phán Nam Carolina kiểm tra. Người đã kết luận rằng các quyền hiến định của tôi đã không được tôn trọng trong quá trình xét xử tôi, nhưng đã quá muộn. Tôi đã bị xử tử năm 1944 mà gia đình tôi không thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ tôi. Câu chuyện của tôi là một ví dụ bi thảm về sự bất công và phân biệt chủng tộc trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, và tôi hy vọng nó sẽ giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền